Xin chào tất cả các bạn đến với khóa học siêu trí nhớ học đường. Mình tên là Nguyễn Ngọc Hiếu, số báo danh của mình là Hiền Tài 20116 nha. Mình học lớp 5 trường đại học Phú Hòa Đông. Ba từ để nói về mình là trung thực, hiếu thảo, tự tin. Xin các bạn hãy cổ vũ cho mình. Và hôm nay mình sẽ nói về khóa học trí nhớ siêu đẳng level 2 nha các bạn. Qua 2 ngày học, mình đã học được cách vẽ hình tròn nè, như là mình có thể vẽ được một cái pizza nè, một con rùa nè, một con mèo nè, một trái banh nè, một con cá nè, một miếng sushi nè, một cái trứng bị nứt nè các bạn. Đây, một con cua hét là to luôn, một trái cam với là một cái trứng Pokemon. Còn hình vuông thì mình có thể vẽ được một ngôi nhà nè, vân vân. Hình tam giác thì mình ngoài có thể vẽ ngói nè, mình có thể được vẽ một người hình tam giác nữa nè. Đây là năm cách vẽ hình người đơn giản nhất nha các bạn. Đây là hình người mập mập nè. Đây là hình người hình vuông nè. Đây là hình người hình tam giác hồi nãy mình nói nè. Đây là hình người hình hạt đậu. Wow, hạt đậu thể nghĩ ra được một con người thiệt là hay quá đi. Đây, hình người hình chữ X nữa nè. Và các bạn ơi, mình học trong khóa học trí nhớ siêu đẳng, mình có thể vẽ những động tác như là chạy nè, bơi nè, hát nè, vân vân nè. Mình rất biết ơn nè, mình rất biết ơn thầy Nguyễn Phùng Phong và cô Thảo đã làm ra khóa học trí nhớ siêu đẳng để cho tụi mình học được cách vẽ một cách rất là dễ dàng hơn. Các bạn biết không, thầy Nguyễn Phùng Phong và cô Thảo muốn chia sẻ chúng ta nhiều kiến thức nữa, nhưng mà vì thời gian tin livestream và Zoom có hạn nên thầy Nguyễn Phùng Phong và cô Thảo đã tạo ra chúng ta một cái cuốn được gọi là Kích hoạt thiên tài sáng tạo Sketch Note đó các bạn ơi. Các bạn biết không, cuốn Kích hoạt thiên tài sáng tạo này rất hình vẽ rất là dễ dàng và rất là dễ nhớ nè. Như là hai cái hình vuông thành một cái tủ lạnh. Tủ lạnh là có cả tiếng Việt nè, tiếng Anh, tiếng Việt màu đỏ, tiếng Anh màu xanh, rất là dễ nhớ luôn. Nè, các bạn nhìn thấy này, nửa hình tròn, sau đó vẽ cong lên thành một cái vá bút cam rất là dễ dàng nhé các bạn. Các bạn ơi, các bạn biết trong đây có bao nhiêu hình không? Các bạn nhìn nè, trong đây tới tận 1000 hình. Thiệt là một con số quá lớn đúng không nào? Các bạn ơi, để giúp chúng ta dễ nhớ hơn trong việc học tập, các bạn nên nhờ ba mẹ mua cho mình một cuốn Kích hoạt thiên tài sáng tạo Sketch Note này để các bạn vẽ mỗi ngày, học để dễ nhớ, học nhanh nhớ lâu nha các bạn. Đây là những cái hình mà mình được học ngoài học của Thảo ra, mình được học trong cuốn Sketch Note để mình vẽ một cách rất là thành thạo hơn. Các bạn nhớ nha, chúng ta phải vẽ tay trái, vẽ tay phải, đừng vẽ một tay nhé các bạn. Vẽ một tay là chúng ta học bằng một bán cầu não, não của chúng ta nó mệt quá, cậu ơi hãy vẽ hai tay đi. Các bạn nhớ nha, chúng ta phải luôn luôn học trong cái cuốn